Những chiếc bàn như thế này thì nó vẫn mang theo những cái dáng cổ của các cụ ngày xưa. Thì khi mình treo những cái bộ đại tự cầu đối vuông vào thì nhìn nó sẽ cân đối và nó phù hợp hơn. Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Linh Hương. Thì thưa các bác, ngày hôm nay thì em Linh lại tiếp tục thiết kế xong một cái bộ nội thất phòng thờ từ đường cho gia đình bác khách ở cùng quê hương Nam Định với em Linh. Thì theo như bác chia sẻ thì hiện tại từ đất mà lên đến cái hậu lâu của gia đình là đang rơi vào 1m2. Cho nên là bác có nhờ em Linh tư vấn thiết kế cho bác một cái bộ sập thờ án gian, một bộ đại tự, và đặc biệt là bên trong cái hậu lâu thì trước đây thì gia đình đang thờ một cỗ ngai, nhưng mà vì cái thời gian nó đã cũ quá rồi nên là bác cũng muốn thay mới luôn cái cỗ khám đó. Thì em Linh cũng tư vấn cho bác là với cái kích thước mà từ mặt đất lên đến cái hậu lâu hiện tại của gia đình là rơi vào 1m2 thì bác nên sử dụng chiếc bàn thờ với cái chiều cao. Thì thông thường với cái án gian này thì em đang làm là cao 1m27, thì em lựa chọn cho bác là cái này là cao 1m17. Thì khi mà mình đặt chiếc bàn thờ vào thì cái hậu lâu nó sẽ nổi lên trên mặt bàn, thì khi nhìn tổng thể vào thì nó sẽ rất là đẹp và cân đối. Ngoài ra thì với những cái bàn án gian thờ như thế này thì cái lựa chọn những cái bộ hoành phi câu đối thì nó phụ thuộc vào cái điều kiện cũng như là cái yêu cầu mà các bác đặt ra. Thì em Linh cũng muốn chia sẻ để các bác có cái sự lựa chọn đối với những cái bàn án gian thờ như thế này. Đối với những cái bàn án gian thờ thì đa số thì em thường hay là hướng đến các bác sử dụng những cái mẫu đại tự câu đối vuông. Thì khi mà làm những chiếc bàn như thế này thì nó vẫn mang theo những cái dáng cổ của các cụ ngày xưa. Thì khi mình treo những cái bộ đại tự câu đối vuông vào thì nhìn nó sẽ cân đối và nó phù hợp hơn. Thì với cái bàn này thì em cũng chia sẻ cho các bác một chút về cái kích thước để các bác có thể nắm được. Cái chiều cao thì sẽ là cao 1m17, còn cái chiều rộng này thì em vẫn giữ nguyên cho bác là dài 2m17. Bác có chia sẻ cho em là nhà ba gian cũ ngày xưa. Bây giờ bác sẽ chỉ để ở giữa là bàn thờ và một bên là sẽ để là bộ bàn ghế để ngồi uống nước thôi. Nên là cái bàn này sẽ là lựa chọn là chiều dài là 2m17. Chiều sâu là sâu 1m07. Với kích thước như vậy mà các bác có thể đặt bên trên là bát hương hoặc là những cái mâm ngũ quả đỉnh đồng thì cũng vẫn là rất là thoải mái. Tại vì là hiện tại gia đình còn đang thờ cả hậu lâu nên là cái cỗ khám thờ con thì sẽ để vào bên trong. Còn bộ đại tự thì em vẫn lựa chọn là dài 1m97, rộng 67 và cái ván ở giữa là dày 3 phân liền tấm. Tất cả những cái sản phẩm này thì được lựa chọn là bằng gỗ hương đá và sẽ là full BU trần gỗ. Và các bác cùng em vào bên trong để xem cái cỗ khám thì có một cái điều khác biệt hơn một chút để em cứ chia sẻ cho các bác nhé. Thì bên trong đây các bác có thể nhìn thì tất cả các cái đơn hàng mà em đang hoàn thiện thì gần như là các cái không gian nội thất phòng thờ từ đường. Và đặc biệt thì cái cỗ khám này thì đây là cái cỗ khám của gia đình bác khách ở cùng quê hương Nam Định với em nhá. Thì lựa chọn thì bác là làm bằng chất liệu gỗ gụ Lào, thì cũng chia sẻ với tất cả các bác thì cái này thì sẽ là sơn son thiếp vàng. Thì ở hiện tại ở gia đình thì đang thờ cái cỗ khám gian cũ thì cũng được sơn son, nên là bác cũng lựa chọn cái mẫu khám này thì cũng sẽ là sơn son thiếp vàng. Thì em cũng chia sẻ với bác là nếu như mà bác mà sử dụng cái hàng sơn son thiếp vàng thì bác có thể lựa chọn những cái dòng gỗ thì nó sẽ giảm chi phí cho các bác một chút, nhưng mà cái chất liệu gỗ đổi lại cũng vẫn là thuộc cho nhóm gỗ loại 1, nên là lựa chọn cái dòng gỗ gụ Lào như thế này thì nó sẽ hợp lý hơn các bác nhé. Và em cũng muốn chia sẻ cho bác một chút về cái đằng sau cũng như là cái bên trong của những cái bộ án gian thờ hay là những cái bức đại tự. Thì với những cái bức đại tự như thế này ấy, các bác có thể nhìn là em làm thường là làm 5 thang và tất cả là những cái thang này là đều là âm vào trong cái phần ván. Thì với những cái én này thì đây là cái từ ngữ chuyên ngành của bên đồ gỗ của bọn em, thì thường là chạy âm cái phần gỗ này vào trong cái phần ván. Thì với cái tác dụng của cái én này thì nó chống cho ván bị cong vênh hay là bị mo các bác nhá. Đấy, các bác có thể nhìn thì đây thì bác khách ở bên Nghệ Hưng thì bác cũng đã ký tên vào các cái sản phẩm của bác đây rồi. Đấy, còn cái chiếc bàn thờ các bác có thể nhìn những cái phần xà hậu đây thì em đang làm là 3 xà hậu, thì một xà mặt và bên dưới là 2 xà quay, và bên trong gầm thì em sẽ làm là 9 thang 3S các bác ạ. Thì với cái kết cấu thang xà mà nó dày như vậy thì nó sẽ tăng thêm cái độ khỏe và cái độ chịu lực cho chiếc bàn này các bác nhá. Thì cái bàn này thì em đã làm ván là dày tới 2 phân rồi, thì tương đương với cái hàng sập ngồi. Khuôn bao quanh đây thì cũng được làm dày tới 5 phân thì nó sẽ rất là chắc chắn. Đấy, cái chất liệu thì bên ngoài này thì đều được lựa chọn là bằng gỗ hương đá 100% hết tất cả các bác ạ. Thì cũng chia sẻ cho các bác cái câu chuyện của bác khách cũng như là để các bác có thể hình dung được trong cái không gian phòng thờ của mình. Quan trọng nhất vẫn là kích thước và cái không gian để lựa chọn làm sao cho nó phù hợp. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi hết video ngày hôm nay. Em Linh xin chào và hẹn gặp lại.